cực hỷ địa tưởng không cho đến pháp vân địa tưởng không là chẳng hai pháp môn đà la ni pháp môn tà ma địa tưởng là hai pháp môn đà la ni pháp môn tà ma địa tưởng không là chẳng hai nằm loại mắt sáu phép thần thông tưởng là hai nằm loại mắt sáu phép thần thông tưởng không là chẳng hai như lai mười lực tưởng cho đến mười tám pháp phật bất cộng tưởng là hai mười lực như lai tưởng không cho đến mười tám pháp phật bất cộng tưởng không là chẳng hai đại Đại từ đại bi đại hỷ đại xả tưởng là hai đại từ đại bi đại hỷ đại xả tưởng không là chẳng hai 32 tướng của đại sĩ 80 vẻ đẹp tưởng là hai 32 tướng của đại sĩ 80 vẻ đẹp tưởng không là chẳng hai pháp không quên mất tánh luôn luôn giả tưởng là hai pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tưởng không là chẳng hai trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tưởng là hai trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tưởng không là chẳng hai và dự lưu tưởng cho đến độc giác bồ đề tưởng là hai và dự lưu tưởng không cho đến độc giác bồ đề tưởng không là chẳng hai tất cả hạnh của đại bồ tát quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật tưởng là hai tất cả hạnh của đại bồ tát quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật tưởng không là chẳng hai cảnh giới hữu vi cảnh giới vô vi tưởng là là hai. Cảnh giới hữu vi, cảnh giới vô vi tưởng không là chẳng hai. Thiện hiện nên biết cho đến tất cả tưởng đều là hai, cho đến tất cả hai đều là có, cho đến tất cả có đều có sanh tử. Có sanh tử thì không thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than khổ hiu não. Thiện hiện nên biết các tưởng không đều là chẳng hai, các pháp không hai đều là chẳng có, các pháp chẳng có đều không sanh tử, không sanh tử mới có thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than khổ kiêu não. Do sự việc này nên biết đối với tất cả sự việc tưởng có hai thì chắc chắn không bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, không đạo không đắc cũng không hiện quán cho đến thuận theo kia còn chẳng có, vốn là biết rõ về sắc nói rộng cho đến trí nhất thiết trí người ấy còn không thể tu các thánh đạo. Vốn nào có thể đạt quả dự liệu cho đến độc giác bồ đề đoạn trừ vĩnh viễn sự tương tục của tập khí phiền não chứng tác quả vị vô thượng tránh đằng bồ đề vận chuyển pháp luân vi diệu độ thoát các loài hữu tình hết quyển thứ năm trăm hai